vượt trội, để được gom tất cả từ một đội. Và lên đốt lên bây giờ đất cao đi với những cách cao thêm đôi những gạo cỏ thì cũng thất tụi nó bỏ ra bây giờ được vài đồng lẻ. Sao là làm xấu hay chỉ là bạn bè, nên hiểu tụi tác các chỗ đây còn trẻ rap cho vui vẻ. Ai cho muốn tôi về lại sống một mô một con theo nhau vào Sài Gòn để biến cơ thể đau nhức ốm yếu cần cơ cho mạnh mẽ cho never lean down. Yeah, ay, anh chỉ còn mong cho vị trí phất lên từ crypto. Sau một đêm thị trường đảo chấn tụi anh không biết mô si mô quẹt si mô đốt lên ánh lửa lên sáng trên nền nhạc disco đập xích lô thấy mọi thứ đau điên thêm chai đồ anh đang uống là XO. Đừng có tư những gì mày làm sau lưng mà tao không biết bro thích khăn xin nó in bro có cô phật quán ngon tụi ta nó chính hôm nay có con cuộc sống mà tao có thể còn là ví von ok cái này gà khổng lồ và tí hon yeah. Nếu mày muốn trở nên giàu có, yeah, I want it to bao lên với thông mập mấy cái túi sắt như là Jimmy Choo. Trước khi nghe một số giá sụt ngay đã phá phát như là Majin Buu. Trước thêm khi nhận ra là biết cách viết lách, không có mắt như mù. Mới đây tí tách tới sẽ là lên thuyền, mới là tiện khách nếu như mà không phiền. Một ngày làm đủ công việc 8 tiếng âm nhạc sản xuất cứ như một dây chuyền. Vô định, vô định, vô định, không thể khiến mình vô định. Có cơ hội trong tay nhưng mày không hay thì mày đang vô định. Không thể ngồi ăn máy hay nằm khuân tay những lúc mình vô định. Vô định, vô định, ha, vô định, ha, vô định. Không thể khiến mình vô định. Có cơ hội trong tay nhưng mày không hay thì mày đang vô định. Không thể ngồi ăn máy hay nằm khuân tay những lúc mình vô định. Nhạc của tao muốn mọi người nghe hết nhạc của tao được phát. Tao đang cùng với người cũ mình muốn nhảy thêm một lát. Thằng nào đã lớn là trong mấy thằng nhỏ biểu diễn thể hiện cho tụi nó thấy đó chính là những nhịp gõ. Ok, đã phải ở đâu goodbye chờ xíu đi để tới ai quên kết hai quên tới mai anh vẫn đang là website họ hỏi thêm được vài cái style họ nhớ chưa phân biệt được đúng sai giờ anh giữ cho mình được cái vai ha. Ráng phấn đấu trả cuộc thi vào cuối tháng sáu mọi thứ sẽ ổn định đúng tiết tấu nếu ý chí này vẫn quyết đấu. Ok, let's go. Ráng phấn đấu trả cục tiền vào cuối tháng 6. Mọi thứ sẽ ổn định đúng tiết tấu nếu ý chí này vẫn quyết đấu. Ok, let's go. Kiếm thêm một cọc về bí quyết tao cần học. Yeah, muốn thoát khỏi nghèo khó nhưng không tới nỗi tao đi lừa lọc. Yeah, flow mày nghe na ná giống bọn em bé nó đang tập đọc. Yeah, biến cái sự kiên nhẫn là thứ quý giá cho nên vàng ngọc. Yeah, vô định, vô định, hả? Thì mày đang vô định, không thể ngồi ăn máy nằm khoanh tay những lúc mình vô định, vô định, vô định, vô định, ha, vô định, không thể khiến mình vô định. Có cơ hội trong tay nhưng mày không hay thì mày đang vô định, không thể ngồi ăn máy nằm khoanh tay những lúc mình vô định, vô định. Nhạc của tao muốn mỗi ngày nghe hết nhạc của tao được phát. Tao đang cùng với người cũ mình muốn nhảy thêm một lát slack. Bản anh của thằng nào mà đã lớn nó cho mấy thằng nhỏ đơn giản thể hiện cho tụi nó thấy. Đó chỉ là những nhịp gõ. Ha. Tu 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 tu.